Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở một project Android Studio. Trước hết là chúng ta sẽ hướng dẫn mở một project. Thứ hai là giới thiệu cấu trúc source code của một project Android, bao gồm Java File Code và XML là frontend, là những cái giao diện design. Thứ ba là giới thiệu các bạn về phần main phase như là gì, và những cái file value và file string visual và file write to là những cái file thư viện. Đây là những cái bao gồm những cái cấu trúc của một cái project application của Android Studio. Rồi, trước hết chúng ta mở Android lên thì chúng ta sẽ vào trong phần open một cái source code. Đối với các bạn bắt đầu học từ cái căn bản lên thì các bạn cần phải mở một cái new Android Studio project. Nhưng mà trong cái khóa học mang tên là đi theo con đường tắt này thì chúng ta thường chúng ta mở và open những project và chúng ta sẽ thay đổi nó. Các bạn chọn phần open thì các bạn nhấp chọn vào cái đường dẫn của thư viện source code. Mình sẽ demo cho các bạn về phần cái music player offline app. Bạn chọn open thì nó sẽ log cái source code lên. Ok, các bạn chờ một chút. Rồi, đặc biệt khi mình open mở một cái source code thì nó sẽ báo trong phần view output này, thì nếu mà success thành công, complex thành công thì ok, mình sẽ tiếp tục. Nhưng cũng có trường hợp những cái source app chưa tương thích bây giờ cái Android các bạn cài đặt lên và chưa có những cái thư viện thì nó sẽ báo trong cái phần bên phần bên này, và có những cái link thì các bạn cần phải kích vào và download về, hoặc là các bạn search cái issue, gọi là những cái kết quả đó, các bạn lên trên Google để mà search cái cách giải quyết. Rồi, sau khi mở cái Android Studio lên thì đây là một cái giao diện chính. Trong phần này Android thì các bạn bật project thì đây là cái dạng là một cái folder project mà thôi. Đối với các bạn làm việc thì các bạn nên chọn cái option là Android. Thì trong phần Android này thì nó gồm có app, thì các bạn tích thằng này ra thì nó sẽ có những cái phần này. Trước hết là phần main phase. Main phase đây là một cái file XML và file này chỉ có một file thôi, file này là khai báo có tất cả những cái thư viện, tất cả những cái filter, những cái chức năng của app nằm ở đây. Chức năng của những cái app kèm theo những cái activity. Activity là những cái giao diện và những cái filter trong cái app đó. Ok. Phần Java thì trong cái phần Java này là gì? Phần Java này là chứa tất cả những cái source code, những cái call, những cái chức năng chính được lập trình ra. Thì thông thường để các bạn viết nên một cái app như thế này thì mất tầm phải 3-4 tháng, những app lớn hơn phải 6 đến 1 năm. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ đi theo cái tư duy đó là chúng ta đi mua những cái source code, những cái từng dùng những source code và chúng ta sẽ modify lại ha. Thì về phần Java này thì mình cũng không thay đổi gì nhiều, bởi vì cái core, cái filter, những cái chức năng chính lập trình, những cái lập trình viên đã lập trình lên cho mình rồi. Cái quan trọng nhất mình đi theo con đường này thì chúng ta sẽ reskin, là thay đổi những cái giao diện chính là mà thôi. Đây là phần Java. Thì trong phần Java này mình sẽ kích vào từng folder.
thì folder này là tương tự những cái package sau này chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, thì ta sẽ học là phần video tiếp theo. Tiếp theo đến phần REST. Trong phần REST này thì các bạn lưu ý cho mình là những cái folder, những cái thành phần này. Thứ nhất là layout. Layout là chứa tất cả những cái activity, những cái giao diện, cái front end của một cái app đó. Ví dụ như activity main, và các bạn chọn cái phần là code test thì đây là cái giao diện ha. Thì mình sẽ thay đổi trong phần này nhiều, như thay đổi text, thay đổi color và thay đổi cái giao diện bên ngoài này đó, icon. Đây là cái màn hình chuẩn bị log vào ha. Và trong phần này là sẽ có fragment music. Đây là cái phần player, để chúng ta sẽ bấm play cái nút như này để mà bật nhạc lên. Đó, đây là chúng ta sẽ thấy rõ về cái giao diện bên ngoài của một app như thế nào. Là phần layout. Fragment setting, đó, trong cái phần setting này. Thì mình sẽ demo cho bạn về cái app này từ đầu đến cuối. Và bạn sẽ theo dõi cách build như thế nào. Thứ hai nó là phần value. Value chữa color. Trong cái phần color này thì sẽ có tất cả những cái mảng màu của tất cả những element, những cái thành phần đó để chúng ta thay đổi ha. Value thì font, tất cả những cái font sẽ khai báo những cái font là chúng ta đang sử dụng trong app là font gì ha, trong phần này. Thứ ba tiếp theo là phần string. Phần string là chúng ta sẽ thay đổi tất cả những cái tiêu đề sẽ nằm ở trong phần này. Ví dụ như chữ about này thì mình sẽ thay đổi là chữ about us ha. Chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là about us ha. Đó, mình sẽ thay đổi cái này. Ok. Đó. Thì nó gồm có bao gồm những phần này, Java online, Java REST, thì các bạn chú ý đến phần layout, phần value. Thì các bạn lưu ý cái phần đó là color, font và string. Thì sau này chúng ta sẽ thay đổi những cái này nhiều. Cho nên chúng ta cần phải, trước hết cần phải biết đến từng thành phần này, làm quen với nó. Tiếp theo đó là cái phần là drawable. Trong phần drawable này là chữa tất cả những cái icon, những cái image, những cái icon chi tiết nhỏ. Đây, những icon này thì chúng ta sẽ thay đổi ở trong phần này. Đó, những icon này ha. Ok. Những icon này gồm có hai loại. Một loại là PNG. Đó, chúng ta sẽ design bằng PNG. Thứ hai loại HTML là cái icon làm bằng code luôn. Thì chúng ta chỉ cần thay đổi thông số này thôi. Ok. Trong phần này thì nằm ở đâu? Thì nó nằm ở trong cái file rồi. Ha. Ví dụ trong phần này mình sẽ mở nó ra ở trong cái folder. File path. Đây, nó nằm ở trong phần này. Ha, đây. Đó, nằm ở đây ha. Thì chúng ta thay đổi ở đây. Thì trong cái phần app thì nó thay đổi theo. Ví dụ sau này mình thay đổi cái này thì trong thằng này nó sẽ thay đổi theo ha. Ok, đến phần tiếp theo là phần grader. Trong phần grader này thì đây là những thông tin của những cái thư viện log vào. Các bạn mở ra các bạn sẽ biết được là trong cái app này là sẽ import tất cả những thư viện gì. Những cái SDK của Xmod và những cái thư viện Fairway v.v. Còn rất là nhiều thư viện add vào đây. Thì các bạn xem đây và cũng có thay đổi một đôi chút ha. Và khi mình update, khi mình build app thì chúng ta sẽ thay đổi những cái version code này. Thay đổi những cái SDK version code này. Và version name này. Chúng ta cần thay đổi cái hai thông số này là nhiều.
đó. Rồi, đây là một cái video để giới thiệu tổng quan sơ qua, các bạn hiểu về được là tất cả những cấu trúc của một Android, một cái app như thế nào, và chúng ta bước tiếp theo là chúng ta thay đổi những cái gì để tạo ra một cái app của riêng mình ha. Rồi, ok. Stop.